Tuyệt chiêu sử dụng máy rửa chén đúng cách, bạn đã áp dụng chưa? Máy rửa chén đã trở thành một thiết bị quan trọng trong căn bếp hiện đại. Nhưng liệu bạn đã biết những lưu ý quan trọng khi sử dụng chúng? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đầu tiên, hãy loại bỏ mảnh vụn lớn trước khi đặt chén vào máy để tránh tắc nghẽn hệ thống. Thứ hai là sắp xếp chén đĩa vào máy rửa bát đúng cách. Bạn cần đảm bảo chén đĩa cố định trong ngăn đựng để tránh làm rối vòng xoay của nước khi rửa. Không đặt dòng chén đĩa vào nhau hay đặt lên vật khác và không cho quá nhiều chén đĩa vào một ngăn đựng, dễ bị rơi và làm nghẽn nhanh nước máy bơm. Những chiếc đĩa ở phía sau máy nên hướng mặt về phía trước, trong khi những chiếc đĩa ở phía ngoài nên hướng mặt vào trong. Điều này cho phép nước tiếp cận với chúng dễ dàng hơn. Thứ ba là sử dụng chất tẩy rửa, chất xả phù hợp và đặt đúng lượng theo hướng dẫn sử dụng. Cuối cùng là duy trì sạch sẽ máy rửa chén bằng cách làm sạch lưới lọc định kỳ và vệ sinh bên trong máy. Cảm ơn mọi người đã xem. Hy vọng những lưu ý này sẽ giúp bạn sử dụng máy rửa chén một cách hiệu quả.